bờ vai thì thầm họng nó nhỏ: Việt Nam vô địch đêm nay. Dẫn trước 1-0 quá đỉnh luôn. Để xí tôi đấy. Biết tin gì chưa? Vậy không rồi. Tao mới đi toilet vô đi ra 2-0. Ai vậy? Ai đó? Hùng Dũng. Điểm chợ. Nếu mà tao nãy giờ tao ngồi đây, nãy giờ tao ngồi đây hơn 20 phút rồi, tao chờ thêm 15 phút quảng cáo nữa chưa vô. Tao vô rồi tao đi ra đi. Tao tức á trời, tao tức mà tao phải ngồi xuống nè. Tao tức mà phải uống nước xong phải đứng lên làm. Trời ơi, tao tức á. Mà thôi kệ, 2-0 mà vô địch con mẹ rồi, khỏi đi. Khỏi coi nữa, vô địch rồi. Ở dưới đường chưa có ai, thôi coi tiếp nha. Kết quả cuối cùng, U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 3-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử giành tấm huy chương vàng SEA Games môn bóng đá nam. Là 9 giờ tối. Việt Nam vô địch 3-0, quá xuất sắc luôn. Giờ tụi mình đang ở ngoài đường đi bão. Và mình nghĩ là đêm nay mình cũng sẽ ở ngoài đường luôn. Ở ngoài đường quay video chơi, không phải khách sạn đâu. Mọi người đang gần rồi. Mình sẽ cố gắng nói chuyện tiếng nhạc, tại nhạc Sơn Tùng sẽ bị bản quyền. Ok, để ăn mừng Việt Nam chiến thắng, mình sẽ đi ăn cho tàu hủ nha, lạnh quá. Đi ăn tàu hủ, đi ăn tàu hủ. Đây, cô bán tàu hủ nóng bên kia. Cô này bán tàu hủ rất ngon luôn. Bảo gì bảo, đừng đua xe mấy anh chị ơi, pháp luật là trên hết. Hãy sống và làm việc theo pháp luật. Vui thôi, đừng đua quá trời ơi. Đừng đua xe. Đừng thổi kèn. Thổi mà tụi tức à. Lấy cho em 2 chén. Yeah.
sẽ kiếm mì mình ăn sau. Chứ bây giờ qua đường khó lắm. Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Hơn nửa tiếng trôi qua và chúng ta đã có được một chút thay đổi. Và bây giờ chỉ còn đi bão nhẹ thôi, không có kẹt xe như nãy nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ ra đường để xem là ngoài đường còn bán gì. Tôi sẽ ăn hết. Ăn hết. Người ta dừng qua đây uống nước không à. Nhìn cứ như cà phê sữa á trời. Mình vẫn rất là chán cái chỗ này. Ngày 11 nó mới khai trương, ngày 12 mình về mất tiêu rồi. Mà ngày mai mình lại đi quay full ngày nữa. Tao nghĩ mà tao chán á, bây giờ ăn uống gì đây. Tuốt ở dưới kia mới có một cái xe bồ cây. Tuốt ở dưới luôn á. Tao nghĩ mà tao tức á. Vậy sao vậy ta? Một là chỉnh đói ngủ qua đêm, hai là đi bộ. Ủa, mình thấy cũng nhiều đồ ăn mà ta. Mình có tưởng cái clip này là mình được ăn nhiều lắm chứ. Mình tưởng là mình được ăn đêm chứ. Rốt cuộc trái cây cũng đi mất tiêu. Cái móng cũng không thấy. Sao mua cây thì ngày mai mới mở cửa. Còn cái mở cửa thì nó đi bộ hơn cây số nữa mới có. Ủa vậy là định mệnh không cho mình ăn đêm luôn hả? Ok, sao không được? Nhịn đói đêm nay, mai mình ăn sập Vũng Tàu. Ok, kết thúc video. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới nữa nha. Bye bye. Trời có mũi lông người. Ở đây có một cái quán ốc mọi người ơi. Ghé vào khách sạn của mình luôn. Ở đây có sẵn cái chuyền chiên luôn. Trời xuống 2 ngày đây không để ý luôn á.